Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Dù thành công trong công việc nghệ thuật, kinh doanh nhưng nữ diễn viên vẫn rất khổ tâm vì không được ở cạnh con trai cưng. Nữ ca sĩ bị mất quyền nuôi con trai sau ly hôn, vì lẽ đó mà cô thường xuyên nhớ cục vàng và đau lòng vì vấn đề này. Tâm thư của Nhật Kim Anh trong ngày sinh nhật con trai. Đây nhất, trên trang cá nhân Nhật Kim Anh đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng cậu quý tử đầu lòng tròn 4 tuổi. Cô tâm sự, hôm nay là ngày đặc biệt của em và cũng là ngày tuyệt vời của mẹ. Mẹ chúc cục vàng của mẹ sinh nhật hay ăn chóng lớn, hiền ngoan, hiếu thảo, giỏi giang, thông minh, khỏe mạnh nè. Vậy là em đã lên 4 rồi. Mẹ nhớ và yêu em nhiều vô hạn. Hôm nay mẹ hát lại bài Con của mẹ là nhất để tặng em. Bài này mẹ đã hát khi em tròn 1 tuổi và hôm nay mẹ hát lại tặng em. Mong em mau lớn để thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Tuy mẹ không gần em nhiều nhưng tất cả những gì mẹ làm là dành tất cả cho em. Nếu không có em, không có bà ngoại và gia đình chắc mẹ đã sớm gặp Phật rồi. Mẹ mong em khôn lớn và hiểu cho mẹ. Mẹ sẽ cố gắng đưa công ty và mọi thứ đi vào quỹ đạo. Lúc đó mẹ con mình sẽ luôn có nhau em nhé. Mẹ yêu em hơn cả mạng sống của mẹ. Vào những năm trước, cô và chồng thường tổ chức những buổi tiệc hoành tráng, đánh dấu tuổi mới cho bé Ngô Bửu Long, nhưng lần này thì hai mẹ con không ở gần nhau khiến cô không thể giấu được cảm xúc nhớ nhung cậu nhỏ. Nhật Kim Anh mất quyền nuôi con sau khi ly hôn chồng. Vào khoảng đầu tháng 6 vừa qua, giọng ca lâu đài cắt tiết lộ đã ly hôn với chồng Bửu Lộc sau 5 năm chung sống. Chẳng những thế, cô cũng không được quyền nuôi con trai duy nhất mà hiện tại bé đang ở với ba cùng gia đình nội tại Cần Thơ. Nhật Kim Anh khá khó khăn trong việc thăm nuôi cũng như theo dõi tình hình của Bửu Long. Nữ ca sĩ cực bức xúc vì bị chồng cũ khó dễ và không đồng ý cho con lên thành phố gặp mẹ. Sinh nhật con trai ở các năm đều được ba mẹ tổ chức hoành tráng. Mỗi khi có dịp được gặp thiên thần nhí này thì cô dành toàn thời gian cho bé. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.